Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Yeah. Lần trước mình đã đi du lịch ở Cần Thơ nè. À, khi đó mua quà cho Shinsuke. Quà cái gì hả? Quà này là... Cái này là mèo. Cái này là cái gì à? Mình không? Cái này là... ếch nha. Ếch. Bề ngoài ghê quá. Nhưng mà cái này là... vịt là ngon nè. Mình muốn Shinsuke bất ngờ nè. Hết hồn nè. Nên mua quà này nha. Thì bây giờ mình gặp Shinsuke nè. Nên hấp dẫn nha. Ui. Xin chào Shinsuke. Quay gì? Hả? Quay gì? Quay YouTube. Tại sao quay YouTube? Yeah. Bây giờ là chưa có đủ phim nè. Nên phải quay video nè. Ok, làm gì? Là tuần trước mình đã đi du lịch ở Canton. Oh. Là khi đó mua quà cho Shinsuke. Vui lắm. Nè, thật chẳng vui à. Ăn đi hả? Bây giờ ăn thử nhé. Cái gì? Ua. Cái này cái gì? Ếch. À. Cái không cần phải ép. Cái này là hai con. Cái này là hai con. Yeah. Giống như ma quỷ. Đau. Bị đau. Ghê quá. Mùi là tôm. Cái này thôi. Ê. Cho nó là dài. Ok, ăn thử nha. Ta. Cảm giác gì không? Cái này là bên này à, bên đảo này à, dễ ăn nè. Lần đầu tiên Shinsuke tải cái này thì hơi đáng sợ. Nhưng mà vị này ngon. Sơn trăng rất rất cứng nên không thể cắt. Nhưng mà vị này ngon. Nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Bye bye. Xin lỗi. Quay gì? Hôm qua là Shinsuke ăn thử echo nè. Echo sự thật là tên thật là vũ nữ chân dài. Vũ nữ chân dài. Và phải não ăn. Căng não à? Ừ. Sau khi ăn thì chín nè. Nè, bây giờ là làm rồi nha. À, cảm ơn. Ok. Wow. Chỗ tan màu đen. Là bên ngoài là vừa nữa rồi. Chẳng dài. Shinsuke cảm thấy cổ rửa thì người đổ. Nhưng mà khi đó là người ta nói là hãy nhảy đi, cho nên là vỡ nữa nha.
người ta gọi vừa nữa chạy dài. Hôm qua cái này rất rất cứng nên khó ăn, nhưng mà chín rồi thì dễ ăn đúng không? Ok, ăn tươi nha. Oh, tốm lắm. Hôm qua tôm nhưng mà tôm hơn, và cái này cũng cứng nhưng mà cắn ra được nên dễ ăn. Rất nghe nghĩ ngon hơn hôm qua. Chắc chắn ngon. Cái này là đặc sản miền Tây à? Ở Sài Gòn cũng có không? Lần đầu tiên chính kê tại món này. Hôm qua cãi hơn, nhưng mà cái này không coi. Shizuke ăn cái này thì không cảm thấy ếch. Bên Nhật Bản cũng có cái này. Không có. Bên Nhật Bản cũng có giống như này. Sườn cá chiên, sườn cá chiên cũng ngon. Cái này có thịt nha. Đây là giống như sườn cá chiên. Dễ lắm, giống như hôm qua. Hôm nay cháu nên cải hơn hôm qua, vẫn còn đáng sợ. Shinsuke ăn ếch chưa? Bao giờ chưa? Ăn rồi. Shinsuke ăn ếch nướng thì rất rất ngon, giống như thịt gà, không cảm thấy ếch. Nhưng mà bên ngoài chắc chắn ếch nữa. Và ếch là Shinsuke nghĩ giống như thịt gà. Bữa nữa chẳng nhà là mà vốn dĩ là ếch. Xương ếch là xin sự kiện gì? Xương cá chiên. Cho nên là ếch thì không có vị ếch hả? Không có vị ếch. Các bạn ăn ếch chưa? Không có vị nè. Có vị. Các bạn ơi, ăn vữa nữ dịch tràn dài chưa? Lần đầu tiên xin sự kiện ăn cái này thì rất ngon, nàng hãy ăn thử nha. Chắc chắn đã ăn chín nè. Chín thì rất ngon. Ok, nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nha. Bye bye.